Em không muốn nhìn một người đàn ông mà mất đi tình chị em của chúng ta. Xin lỗi em. Chị còn cao ngạo dạy đời tôi nữa hả? Chị nghĩ mình cao quý giỏi giang hơn tôi chắc. Được rồi, sẽ có người cho chị biết giá trị của chị nằm ở đâu. Nghe này Lệ, mày đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa tới nữa? Hồi trưa mày còn nói với Giang Chương là tối nay phải nấu ăn cho cả nhóm nữa đó. À, tao nhớ, nhưng mà tao có chuyện đột xuất nên tao chưa tới được. Trời đất, mày đừng có nói với tao là giờ này mày còn đang ở trong tòa soạn nha. Ôi, tối ngày cứ tham công tiếc việc như vậy là không có được đâu. Mày có biết bây giờ là mấy giờ đó không hả Dung Hoa? Không phải việc ở tòa soạn, chỉ là một cô bạn đồng nghiệp có chuyện buồn nên tao ngồi với cổ một chút thôi. Buồn hả? À, rồi chuyện tình cảm phải không? Ủa, mà cô bạn nào vậy? Hay là bây giờ vậy nè, mày dẫn qua chơi chung với nhóm mình đi. Vô nhóm độc thân là đúng bài luôn á, khỏi sao buồn. Là Hoàng Yến đó, cổ say rồi, ta không dẫn cổ tới được đâu. Hoàng Yến, cái cô mà làm chung tòa soạn với mày á hả? Ừ, trước đây thôi, nhưng mà bây giờ cũng qua công ty Sơn Phong làm việc rồi. Thôi mày ơi, đi về trước đi. Cái con nhỏ đó xưa nay, nó đâu có tốt với mày đâu. Mà tự nhiên hôm nay nó say, cái mày phải ngồi hầu rượu nó là sao? Mày không có hiểu đâu, tao với cô ta đang có chút gút mắt, cho nên thôi để tao kể mày nghe sau nha. Mày đừng có nói với tao á là hai người đã ngồi dàn xếp chuyện tình yêu nha. Chưa đến mức đó đâu, chỉ là Thôi 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 được rồi. Bây giờ mày có về nhà tao không? mấy con nhỏ kia nó đang cằn nhằn mày quá trời kìa. có chứ, mà tao tới trễ một chút nha. Một chút là bao lâu? Một phút, một tiếng, hay là một hồi rồi xong đi luôn. Sắp về rồi. Thôi được rồi, vậy tụi tao chờ mày đó nha. Đừng có uống say nghe không? Ok, tao biết rồi, vậy nha. Xin lỗi em nha. Em buồn quá. Uống ít thôi em. Chị uống với em một ly nữa nha chị. Nãy giờ chị uống nhiều rồi. Em buồn quá. Chị uống với em đi. Chị vì em chị uống với em một ly thôi. Em say rồi, chị đưa em về nha. Em chưa có say. Em muốn tâm sự với chị mà. Chị à, em xem chị giống như người thân của em vậy. Chị đừng có bỏ em trong lúc này nha chị. Chị à, vì em uống một ly thôi nha. Uống hết đi chị, uống với em đi mà. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã ngồi với em như vậy. Ăn đi chị. Em ăn đi. Dạ. Tôi đừng rót nữa. Một chút thôi mà. Chị à, uống với em nữa nha. Chị Hoa, uống với em một ly đi. Chị Hoa ơi. Chị Hoa. Chị Dung Hòa à, chị uống với một ly nữa đi. Chị à. Chị
Bà cô già đã ngủ ngoan rồi đó. Đến đi. Chị à, chị à, em sai quá rồi. Em đi về đây. Em đi về nhà Sơn Phong đây. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao rồi? Con quà nó không tới hả? Không gọi được. Ủa? Thì nó không tới á, tàn hết nguyên phần của nó luôn, có sao đâu. Trời, nó nói chắc chắn là sẽ tới mà. Nó để cho cả đám chờ muốn buồn ngủ luôn rồi nè. Mà con Hoàng Yến hẹn nó có chuyện gì quan trọng không vậy? Trời, tao cũng không biết nữa, nhưng mà nghe cái giọng của nó nói á, chắc là chuyện không có vui rồi. Con nhỏ này xưa nay đâu có ưa gì Dung Hòa đâu ta. Theo tao đoán á, thì con Hoàng Yến nó thích ông Sơn Phong. Bởi vậy nó mới hẹn con Dung Hòa ra để nó xử. Trời ơi. Đi đâu vậy anh? Tới khách sạn Thiên Thai đường Điện Biên Phủ đi. Dạ. Tôi muốn về nhà. Nhà của mình ở đó mà em. Sao rồi? Sao rồi anh? Anh có liên lạc được với Hoàng Yến không? Tôi gọi cho cổ rồi. Cô đang ở nhà chứ không có Dung Hòa. Cô ta có biết Dung Hòa đi đâu không? Lúc tối cô ta ở đây với Dung Hòa mà. Cô đang say dữ lắm. Giờ nói hình như loáng thoáng là hai người chia tay nhau ở đây. Rồi ai về nhà nấy. Trời ơi, tụi em chờ Dung Hòa sốt ruột quá mà gọi điện hoài nó không bắt máy. Chết rồi, chắc có chuyện không hay. Làm sao giờ? Hoàng Yến đang say. Có khi nào Dung Hòa cũng say quá. Rồi cô ngồi ở đâu nghỉ ngơi không? Trời, không thể nào đâu. Trước đó em gọi điện thoại cho nó. Nó bảo là không uống rượu đâu. Thôi đi. Suy cho cùng á là lỗi á thuộc về phía anh hết trơn á. Tại vì thích anh á nên hai người đó mới tỉ thế với nhau. Ôi, thôi đi mà. Lo đi tìm Dung Hòa đi. Ôi, giờ sao? Lỗi phải tính sao? Anh Tình, anh Tình. Sao rồi? Tôi vừa giờ hỏi mọi người xung quanh ở đây. Hỏi là có vụ tai nạn nào xảy ra không? Người ta nói là không có. Được không? Không được à? Làm sao giờ? Alo, alo, Dung Hòa hả? Tôi là tài xế taxi, tôi là người nhà của Dung Hòa. Anh cho tôi gặp cổ được không? Cô gái đã đi taxi của tôi, làm rớt điện thoại. Vậy là, vậy anh chở cô ta về đâu vậy? Tôi đang tìm cổ. Tôi muốn về nhà. Nhà của mình ở đó mà em. Alo, anh nhớ lại giùm tôi. Anh đưa cô ta về đâu vậy? Đó là khách sạn Vượng Long. Alo. Dạ, cảm ơn anh. Sao rồi anh? Khách sạn Trường Long, đường Hoa Sứ. Tài xế nói là có người đưa Dung Hòa tới đó. Vậy bây giờ mình đi. Đi. Lại lên. Người vậy mà cũng nặng quá chứ hả? Treo giá cho nhiều đi của em. Hết đêm nay, cái giá ngàn vàng của em rồi sẽ khuyến mãi. Lúc đó có cho không thì thằng này cũng không nhận đâu. Em ơi, em cho anh hỏi, em có thấy là cô gái nào bị sai đi với người đàn ông vào đây không? Dạ xin lỗi, em không thể tiết lộ thông tin của khách thuê phòng. Anh hiểu đây đúng là nguyên tắc, nhưng mà em thông cảm, cô gái này là người nhà của tụi anh. Chị thông cảm giùm, cô ấy là bạn của tụi tôi. Có người vừa mới thông báo là cô ấy mới bị bắt cóc rồi đưa đến đây. Ồ, chị ơi, chị giúp giùm tụi tôi đi mà. Làm ơn làm phước đi, nha. Chị ơi, chị giúp tụi tôi đi. Chị cho tụi tôi lên phòng để cứu bạn tôi đi. Tôi năn nỉ chị đó. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiển chùa. Giúp giùm đi. Dạ chị nha. Nghe đẹp yêu. Nghe giọng anh có vẻ mãn nguyện quá. Sao rồi,
Hai người đã vui vẻ chưa? Cái gì? Em hỏi như vậy là em xem thường anh rồi đó nghe. Anh đâu có thiếu gái. Tin nổi là đàn ông của mấy người không? Anh cứ nghĩ tới cái cảnh sáng mai, cái thằng giám đốc Sân Phong, nó biết được Dung Hòa trở thành người của anh thì cái mặt nó ra làm sao ta? Ông Sơn Phong mới gọi em, hỏi Dung Hòa có đi với em không. Biết em đang rất là sai, vậy mà cũng không thèm quan tâm, bực muốn chết đây nè. Thấy chưa, trong lòng thằng đó chỉ có mỗi một mình Dung Hòa thôi. Nó có quan tâm gì tới em đâu. Tôi hận chị ta. Mỗi lần mà tôi yêu ai đều bị chị ta phá đám. Lần này tôi không ngu dại mà bỏ qua đâu. Tôi muốn chị ta phải nếm cái đau giống như tôi từng gặp. Tôi muốn chị ta muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Trời ơi, công nhận đàn bà thật là đáng sợ. Tôi muốn anh lột hết quần áo chị ta ra, chụp hình và đưa cho tất cả mọi người xem. Chuyện nhỏ mà em hiểu, trái tim qua đã thuộc về em rồi. Em sai bảo cái gì anh cũng nghe hết á. Để xem sau ngày hôm nay bảo còn gì để đấu với tôi nữa không. Được rồi, được rồi Tuấn Lĩnh, em còn muốn anh làm thêm cái gì nữa không? Bây giờ á thì hãy dành thời gian mà tận hưởng đi. Bye. Bye view. Nóng quá. Chờ anh chút nha, anh tắm một cái rồi anh sẽ đến với em. Dung Hòa đâu rồi? Mấy người làm gì vậy? Mấy người lại tự nhiên xông vô phòng người ta. Tôi là bạn của Dung Hòa nè. Anh là nhân viên khách sạn phải không? Làm ăn cái kiểu gì vậy? Ông không phải là sở danh. Ông là ai? Dung Hòa đâu rồi? Dung Hòa nào? Tự nhiên xông vô phòng người ta, lạ lối ông sợ là sao? Tụi tôi đi tìm Dung Hòa. Cô ấy có ở đây với anh không? Ủa, có chuyện gì vậy anh? Anh không biết mấy, nữa. Mấy người này là ai? Tự nhiên xông vô phòng người ta vậy đó.